Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Ở bên này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng đối tượng hình ảnh, chèn hình ảnh vào bên trong cái app Android của mình. Thì nhắc tới hình ảnh thì mình sẽ có hai dạng như sau. Các bạn mở cho tôi đường dẫn tới file snippet. Các bạn kéo xuống phần image view thì các bạn sẽ thấy là tôi chia ra là các phần như sau. Thứ nhất, hình local, và thứ hai là hình ảnh tôi lấy từ internet. Thì hình local là gì? Là những tấm hình mà trong lúc bạn design, bạn có sẵn tấm hình trên tay của bạn rồi, bạn ép thẳng vào trong project và bạn đưa nó ra thôi. Còn một cái dạng hình thứ hai là hình mình tải từ internet, mình đem về. Ví dụ bạn thấy là đây là tôi đang chạy đường dẫn của Khoa Phạm VN. Đây là bạn thấy một tấm hình ha, tôi click phải, tôi chọn là view image. Tôi chọn view image thì đây là một cái tấm hình, và tấm hình này có đường dẫn là Khoa Phạm VN. Thì cái app của bạn á sẽ load tấm hình này về, thì tôi gọi hình này là hình lấy từ internet nha. Thì có hai dạng hình, hình local và hình internet. Hôm nay chúng ta sẽ làm dạng hình local nha. Hình internet mình sẽ học một bài riêng, vì lý do là hình load từ internet bạn phải học đối tượng ở scene thì mình mới làm được. Và hôm nay mình học local trước. Rồi thì để học hình load từ local, bạn chuẩn bị sẵn cho tôi một tấm hình bằng để desktop. Lưu ý, tên file không được viết hoa, cẩn thận chỗ này. Tên file hình không được viết hoa, không được khoảng trắng và không được có số. Bây giờ tôi đặt tên là Minion. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành bằng cách là tôi khởi động Android Studio và tôi đang tạo một cái project mới từ Image View. Rồi tôi bỏ những gì đang có sẵn cho mình đi ha. Rồi bây giờ bạn đem cái hình mà trong project bằng cách như sau, bạn nhích cho mình để thấy được cái tấm hình của mình. Mình đang đứng ở góc nhìn là Android. Bạn boom ra, bạn chọn là Project. Bạn sẽ thấy ngay Project của mình là Image View. Bạn mở ra, bạn nhớ đường dẫn sau, đường dẫn chứa hình của mình nè. Các bạn vào App, SRC, Main, Res. Và các bạn sẽ thấy là những nơi có thể chứa hình nè, Robable hoặc là Mipmap API. Ví dụ, tôi kéo vào Robable, nắm tấm hình kéo vào Robable nha. Rồi, thì kéo robot các bạn buông chuột ra. Các bạn đợi tí xíu cho máy nó chạy. Rồi, màn hình Move xuất hiện, các bạn nhấp OK. Các bạn nhấp OK lần nữa. Thì bạn thấy tấm hình ngoài góc mà nó mất rồi. Nhưng mà nó sẽ nhảy vào thư mục robot của bạn, một tấm hình tên là minion.jpg. Và cẩn thận một điều là tấm cái file của bạn đang nằm trong robot, nhưng mà trong quá trình viết code bạn không có gọi chữ minion.jpg ra, mà mình sẽ gọi cái mã số của cái file. Bất kỳ một cái file nào khi bạn kéo vào REST thì Android sẽ cấp cho nó một cái mã số. Và trong quá trình lập trình, bạn không có gọi chữ minion.jpg mà bạn phải gọi cái mã số đó ra. Bây giờ tôi sẽ viết code thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của phần đó. Rồi, chúng ta bắt đầu. Tôi đi về bên Activity Main XML. Muốn hiển thị hình thì tôi sẽ kéo một tượng là Image View. Kéo qua. Rồi, tôi qua Text. Tôi chỉnh cái width cái hai của Image View đã là Wrap Content. Bây giờ tôi chỉnh lại là khoảng 200 dp. Height là 200 dp. Các bạn có bên design thì bạn sẽ thấy cái hình mình rất là lớn nha. Rồi các bạn double click vào nó thì bạn có thể đặt cái ID cho nó, ví dụ như là Image View Minion. Enter. Thì tôi nói thêm, bạn cứ double click vào nó, bạn chọn SRC, bạn nhấp vào dấu ba chấm nha. Nó sẽ bung ra một cái bản project, bạn kéo xuống cuối màn hình luôn, bạn sẽ thấy được tấm hình là minion của mình. Nhấp OK. Thì đây là cách mà tôi gán cái hình tĩnh luôn. Vì chắc chắn là khi tôi run app thì tấm hình minion mặc định nó sẽ hiện ra. Thì đây là một cái gán hình, nhưng mà nếu mà gán hình như vậy thì quá đơn giản rồi. Cái này là cái hình bàn tay. Nhưng mà trong trường hợp tôi muốn là tôi có cái button, nhấp button thì tấm hình của mình mới hiện ra. Như vậy là mình phải gán hình bằng code.
Rồi bây giờ mình xem thử kết quả trước nha. Ok. Tôi qua máy ảo. Đó, tôi hình miễn thị ha. Rồi thôi bây giờ tôi lại tôi đó bật clip một lần nữa. Bây giờ cái SRC tôi xóa trắng luôn. Bây giờ mình không có hình hiển thị nha. Bây giờ tôi muốn có thêm cái button để phía dưới. Và tôi muốn là khi nhấp vào cái nút này á, khi tôi nhấp vào cái nút này nè, thì nó gắn hình ở trên đây ha. Tôi đã bật clip vào cái nút, đặt tên là button minion, enter. Rồi bây giờ tôi qua code bên Java. Tôi có hai cái đối tượng, thành ra tôi phải tiến hành ánh sáng trước. Image view img minion. Thống nhất hình ảnh thì bắt đầu chữ img nha. Rồi tôi có cái button. Rồi tôi tiến hành ánh xạ đây. Img minion. Nó là một cái image view. Find r id image view minion. Tiếp tới button. Nó là một cái button. Find r id button minion. Và bây giờ tôi gán sự kiện click cho cái button minion này. Button minion set on click listener new view. Rồi. Và tôi bắt đầu gán hình cho nó bằng cách như sau. Img minion là tấm hình của mình. Thì để gán hình cho nó, tôi sẽ dùng cái hàm là chấm set image resources. Thì trước khi tôi enter thì bạn nhìn kỹ tham số truyền vào, bạn thấy nó là một cái REST ID chứ int. Rõ ràng mà có truyền vào một con số. Thì mục đích của tôi là gì? Tôi muốn hiện cái tấm hình minion.cvg. Thì bạn thấy đặc điểm là phải truyền vào con số chứ không phải là tấm hình. Thì bạn lý nè, nãy tôi có nói ở đây là tấm hình minion.cvg, nhưng mà thật ra là Android nó cấp cho nó cái mã số. Như vậy là khi mà bạn truyền ở đây là bạn truyền cái mã số của tấm hình đó nha. Thì sau này những cái hàm nào mà bạn thấy nó để là REST ID á, có nghĩa là bạn truy cập tới một cái file nào đó trong thư mục của mình nha. Resources ID đó bạn. Rồi nhấn enter. Thì để truy cập vào tấm minion thì bạn sẽ khai báo là r chấm. Tấm hình mình nằm trong drawable. Bạn gõ chữ r, chữ d, bạn di chuyển chọn drawable chấm. Thì nó sẽ liệt kê ra tất cả tấm hình đang có trong drawable. Và chắc chắn là bạn sẽ có được cái tấm đó là minion. Đấy. Thì nhiều bạn lầm tưởng cái chữ minion này là chuỗi, nhưng mà bạn nhớ kỹ minion này chẳng qua là cái tên biến mà đặt cho minion thôi ha. Minion.jpg. Rồi thì đây là cách tôi gán cái tấm hình nha. Rồi tôi chạy thử. Ok. Các bạn thấy là chưa có hình hiển thị nha. Tôi nhấp cái tên click. Đấy, tấm hình hiển thị ra. Thì đây là cách tôi gán hình bằng code. Thì mặc dù tôi viết code hơi dài, nhưng mà bạn nhớ tôi đúng một dòng thôi. Gán hình local bằng dùng hàm set image resources. Và công thức tôi có để ở bên Facebook page gán hình local. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.